Xin chào tất cả các bạn, chào mừng đến với phần livestream vào thứ hai hàng tuần của Anna. Và ngày hôm nay thì Anna sẽ nói đến một cái chủ đề mà có rất là nhiều bạn nói là nó làm thế nào để có thể có nó được một cách nhanh chóng. Đấy chính là cái quá trình mà xây dựng niềm tin. Trong nghề của chúng ta thì niềm tin là rất là quan trọng. Trước tiên ấy, là mình phải có niềm tin về chính cái sự lựa chọn của mình, về chính bản thân mình. Sau đó mình sẽ phải có niềm tin đến hệ thống, đến công ty, đến sản phẩm, đến rất là nhiều thứ khác. Và thậm chí là mình cần phải có một cái niềm tin vô cùng mạnh mẽ, đấy là niềm tin vào đồng đội của mình. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng một niềm tin đấy một cách nhanh chóng, và cái điều đấy thì nó có ý nghĩa gì ở trong cái hành trình công việc của chúng ta, cũng như là cái hành trình phát triển bản thân của chúng ta. Thì hôm nay Anna rất là vui được chia sẻ với các bạn về cái chủ đề này. Và bạn nào mà có những cái thông tin mà muốn trao đổi thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nhé. Và bây giờ thì hãy giúp Anna là bạn hãy tag tên bạn bè của bạn, những cái người mà bạn nghĩ rằng là họ sẽ phù hợp với cái chủ đề ngày hôm nay. Giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên một số những cái đội nhóm, bất kể nơi nào mà bạn thấy rằng là ở đấy người ta đang cần phải làm sao đấy để cải thiện niềm tin, làm thế nào đấy để có được cái một niềm tin một cách nhanh chóng, và từ đó có thể giúp cho họ được phát triển bản thân và làm cho công việc trở nên thuận lợi hơn. Anna cũng xin một phút để chia sẻ lên một số cái đội nhóm. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần trao đổi chi tiết nhé. Trước tiên ý, niềm tin là cái gì? Để mình xem là nó là làm thế nào để xây dựng được nó một cách nhanh chóng, thì bây giờ mình cần phải biết là niềm tin nó là cái gì đã. Thực ra niềm tin nó chỉ là một trạng thái khi mà chúng ta lặp đi lặp lại một cái gì đó, khẳng định với chính bản thân chúng ta nhiều lần. Và thông qua một cái quá trình mà chúng ta sinh sống có thêm những cái bằng chứng nữa thì nó sẽ tạo thành niềm tin. Tức là sao? Tức là ví dụ nha, bây giờ bạn có một cái niềm tin là bạn có khả năng nói chuyện với người lạ chẳng hạn, đúng không? Thế thì tại sao một người lại có cái lại có cái niềm tin là tôi có khả năng nói chuyện với người lạ? Số 1 là bởi vì như thế này. Đầu tiên thì bạn bắt đầu nghĩ đến điều đấy. Và rồi bạn nói lặp đi lặp lại với chính bạn cái điều đấy nhiều lần. Thế rồi bạn có những cái bằng chứng cho thấy là bạn hoàn toàn có khả năng này. Ví dụ như bạn có cái bằng chứng là bạn nói chuyện với người lạ và người lạ đấy lại cũng ủng hộ câu chuyện của bạn. Người lạ đấy cũng và người lạ đấy hoàn toàn gọi là có kết nối với bạn. Thao qua nhiều lần như vậy thì bạn sẽ có những cái bằng chứng khác nhau. Và từ những cái việc mà có những cái bằng chứng là làm lặp đi lặp lại như thế, mà tự động bạn sẽ có niềm tin rằng bạn có khả năng nói chuyện với người lạ. Thế một số người thì có một cái niềm tin là tôi không có khả năng nói chuyện với người lạ. Thế thì khi mà người ta có một niềm tin như thế thì người ta thường xuyên nói với chính bản thân người ta cái điều đấy lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Xong rồi mình cứ gọi là tôi không có khả năng này, tôi không có khả năng này, tôi không có khả năng này. Sau đó rồi bạn lại có những cái bằng chứng bên ngoài, vì cả ngày bạn nói với chính bản thân bạn như vậy rồi. Sao bạn lại có những cái bằng chứng bên ngoài? Ví dụ như là bạn đi gặp người số 1, người số 2, người số 3. Xong rồi mỗi lần mà bạn bắt chuyện thì tự nhiên bạn cảm thấy là người kia không có phản hồi. Bạn cảm thấy là mình hơi bị thiếu duyên dáng một tí thì phải. Và thế là bạn đã bị có thêm những cái bằng chứng bên ngoài, làm cho bạn cảm thấy rằng là bạn không có khả năng nói chuyện với người lạ. Đó, thế thì bạn thấy không, nó là hai quá trình. Cái quá trình đầu tiên là bạn lặp đi lặp lại với chính bản thân mình quá nhiều lần. Và cái số 2 ấy, đó là bạn thông qua những cái trải nghiệm và nó có những cái kết quả, làm cho cuối cùng là nó cũng kết quả, nó cũng nhiều lần và làm cho bạn tin rằng vào cái điều mà ví dụ có khả năng nói chuyện với người lạ hay không với người lạ. Thế thì bản thân Anna chẳng hạn, Anna phát hiện ra rằng là cái quá trình mà người ta gọi là tự kỷ ám thị ấy, là cái quá trình số 1 ấy. Quá trình số 1 là quá trình của bạn nói lặp đi lặp lại với chính mình rất là nhiều lần. Quá trình đấy là rất quan trọng. Có nhiều người nói là bây giờ là gỡ bỏ được cái niềm tin đấy. Tôi gỡ bỏ được cái niềm tin. Bây giờ mình lấy một ví dụ nhá. Giả dụ như bây giờ mình đi trên đường và mình thấy là có một con đường thường xuyên bị tắc. Con đường đấy bé tí và thường xuyên bị tắc. Thế là khi mà con đường thường xuyên bị tắc như vậy thì các bạn là tìm mọi cách để phân luồng, để giao thông đi qua, để hết người này đến người kia có thể đi qua được, đúng không nào? Thế rồi con đường vẫn tắc, kể cả có cảnh sát giao thông đứng đấy nó vẫn tắc, bởi vì sao? Cái lượng lưu thông
xe cộ là quá nhiều, cho nên là nó nhiều đến cái mức độ mà cho dù có phân luồng rồi nó vẫn tắc. À, vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Nếu như mình hãy hình dung là có một con đường xây song song với con đường đấy, to hơn con đường đấy gấp 8, gấp 10 lần, thế thì theo bạn, xe ở trên cái con đường nhỏ đấy có còn tắc nữa không? Tự động xe cộ sẽ chuyển sang lưu thông ở cái con đường bự kia, và chả có ai thèm lưu thông ở trên cái con trở trên cái con đường cũ nữa. Và từ đó con đường cũ vắng teo chả tắc, mà mọi cái dòng phương tiện là chuyển hết sang con đường to. Đó. Thế thì giả sử như chúng ta đang có một niềm tin, nếu ai mà đã có sẵn cái niềm tin mạnh mẽ, niềm tin tích cực về bản thân mình á, niềm tin hữu ích về bản thân mình á, thì nó dễ lắm. Thế còn với một số bạn mà mình đang còn cảm thấy bị hạn chế, đa phần là các bạn luôn luôn hỏi Anna một câu là, Anna hỏi là, ê mày, tao thấy làm cái này được đấy, mày tìm hiểu làm đi. Thế là các bạn sẽ nói với Anna một câu là, theo mày tao có làm được không? Bởi vì tao không hoạt bát như mày, ví dụ thế. Thế thì mình mới nói rằng là, bây giờ thay vì là mình nghĩ, bây giờ mình đang muốn là, mình nói là ok mày cứ làm đi, tao sẽ chỉ cách cho mày. Thế cái cách là gì? Nếu như bây giờ mà mình cứ tập trung vào việc là mình xóa bỏ cái niềm tin hạn chế theo kiểu là mày hãy quên đi, mày hãy nghĩ khác đi, mày đừng có nghĩ là mày có không có cái khả năng ăn nói lưu loát nữa. Thì khi mà mình làm như thế thì mình đang tập trung vào con đường cũ, tập trung vào cái con đường mòn ấy, tập trung vào cái con đường cũ, con đường nhỏ. Và khi mình tập trung mọi cái suy nghĩ của mình vào con đường cũ thì cái suy nghĩ của mình nó chả khác gì xe cộ cả. Và khi mà mình tập trung ở trên đấy thì sẽ có càng nhiều suy nghĩ lưu thông ở trên con đường đấy, nó càng lại được cái con đường nó lại càng bị tắc hơn. Tức là trong đầu của mình nó lại nó cái nếp hằn ở trên não nó càng hằn nhiều hơn. Thế thì thay vì như thế, mình hãy hướng dẫn cho bạn của mình. Và hôm nay Anna cũng cùng trao đổi với các bạn luôn. Chúng ta sẽ hướng dẫn là gì? Để cho mọi suy nghĩ của chúng ta di chuyển sang một con đường khác. Và chúng ta sẽ xây dựng con đường khác to hơn bằng cách nào? Bằng cách rằng bạn sẽ bắt đầu thiết lập một niềm tin. Đầu tiên là ví dụ bạn có khả năng, hoàn toàn có khả năng ăn nói lưu loát. Đầu tiên bạn hãy thiết lập một cái con đường như thế, thiết lập một cái dòng suy nghĩ như thế ở trong đầu. Thế rồi bạn lặp đi bạn lại, lặp lại, bạn nói với chính mình, sáng nói, trưa nói, tối nói, trước khi đi ngủ nói liên tục, tôi có khả năng ăn nói lưu loát. Thì cái cách mà mình tạo ra cái niềm tin mới này, nó cũng y chang như bất kể một cái niềm tin nào. Chỉ cần các bạn hiểu được quá trình của một cái được thiết lập là tự động các bạn sẽ có rất là nhiều những cái niềm tin khác nó cũng theo cái cách tương tự. Thế là chúng ta sẽ xây một con niềm tin bên cạnh niềm tin mới. Đó là gì? Đó là tôi có khả năng ăn nói lưu loát. Như vậy nhá. Thế thì đầu tiên cái con đường đấy ban đầu ở trong não của mình ấy, nó chỉ là một cái vết rất là bé thôi, có như kiểu một vết hằn rất là bé. Thế bạn phải nói đi nói lại nhiều lần thì cái vết hằn này nó mới to lên, sâu hơn. Bạn phải nói rất là nhiều lần, tôi có khả năng ăn nói lưu loát, tôi có khả năng ăn nói lưu loát. Hãy nói với chính bản thân mình rất nhiều lần như thế. Và rồi bạn bắt đầu hành động. Bạn bắt đầu hành động như một người có khả năng ăn nói lưu loát. Đó. Và cứ mỗi lần mà bạn ăn nói lưu loát một lần, một thêm một chút, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nó lại có thêm bằng chứng để chính bản thân bạn tin tưởng là đúng, mình có khả năng đấy thật. Thế bạn có biết làm thế nào để mà chúng ta có thể ăn nói lưu loát được trong những lần đầu tiên không ạ? Thường người ta ấp úng ý, là bởi vì người ta rõ, cho nên người ta ấp úng. Nếu như mà bạn chuẩn bị một cái gì đấy thật rõ thì chắc chắn bạn sẽ không ấp úng nữa. Ví dụ có một đoạn văn mà bạn học thuộc lòng thì có lý do gì để mà bạn ấp úng nữa đâu nào, đúng không? Thế là bạn sẽ hoàn toàn hiểu rõ nó rồi. Và như vậy thì để mà bạn lưu loát được thì ban đầu bạn nên chọn một đoạn mở đầu, ví dụ giới thiệu về bản thân mình, hãy viết ra. Bây giờ chi tiết là rất quan trọng. Thực ra những người tổng quan là rất cần thiết, bởi vì những người tổng quan sẽ cho chúng ta thấy được cái nhìn toàn cảnh. Và nếu như mà có cái nhìn toàn cảnh, chúng ta sẽ bước đi mà không phải bước mò. Thế nhưng mà thành công ấy là do những cái chi tiết. Người này khác với người kia, người này có kết quả khác biệt so với người kia, người này có cái gọi là cái thành công nhiều hơn so với người kia, tất cả nằm ở chỗ chi tiết hết. Tức là nhìn nghĩ thì phải nghĩ lớn, nhưng mà bước thì phải bước từng cái bước nhỏ chắc chắn. Thế thì với chi tiết này bạn hãy viết ra. Bạn hãy viết ra trên một tờ giấy một đoạn giới thiệu bản thân của bạn. Tôi tên là ví dụ Nguyễn Thị Anna gì đó. Năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi có một cái đam mê và sở thích rằng
tôi có những cái khát khao là, và hiện tại tôi vẫn chưa thực hiện được nó, cho nên tôi luôn luôn mong muốn tìm kiếm những cái cơ hội để giúp tôi có thể hiện thực hóa ước mơ của tôi. Thực ra ấy, một ai đấy mà nói như thế trơn tru là chứng tỏ là họ nói rất nhiều lần rồi. Và trước khi họ nói ra thì họ nên viết ra. Và Anna cũng là một người mà đã viết ra. Anna viết và nói đến đúng đến khoảng hơn 90% những gì mà Anna viết các bạn ạ. Có rất nhiều người nói rằng là ôi tại sao mà chị có thể nói được như thế. Thế thì Anna xin mật bí cho bạn một cái sự thật là Anna không phải là người mà tự nhiên vào một cái bục phát nói luôn. Tôi chưa bao giờ là một người như thế. Nếu như tôi không có sự chuẩn bị kỹ là tôi chả biết nói gì. Lúc đấy là phải hỏi tôi những câu cụ thể tôi mới biết nói. Tôi cũng chẳng biết nói những từ hay. Nhiều bạn bảo là tại sao chị Anna hay có những cái từ hay. Từ hay là vì tôi nghiên cứu chán hết rồi, xong rồi tôi viết ra những từ đấy, xong rồi tôi thực hành nhiều thì tự động từ đấy nó thành của mình. Mới đầu mình cũng phải viết ra, mình cũng phải xem rằng là à, tức là tôi phải nghiên cứu là à, với trường hợp này mình nên dùng cái từ nào thì nó đắt, à, cái từ nào thì nó để lại dấu ấn, cái từ nào thì nó thể hiện cá tính của mình. Thế là tôi viết hết ra. Tôi viết hết ra, thế là sau đấy rồi gì? Tôi bắt đầu viết tất cả những gì tôi định nói. Và rồi tôi tìm cách học tất cả những gì tôi đã viết. Và khi mà tôi tìm cách học á, đầu tiên là tôi sẽ lướt qua một cái trang rất là dài, tôi đọc lại một đoạn chi tiết. Sau đó tôi bắt đầu gạch chân vào những ý quan trọng, gạch chân vào những ý quan trọng. Và tôi bắt đầu học thuộc những ý mà đã gạch chân, học thuộc những từ khóa mà đã gạch chân. Bắt đầu tôi bắt đầu già từ trên xuống dưới xem là à có bao nhiêu ý quan trọng cần phải nói. À, sau khi tôi đã thuộc tất cả những cái ý quan trọng cần phải nói rồi, tôi lại đọc lại một lần nữa tất cả cái bản chi tiết đấy. Cái gì tôi cũng làm như thế hết các bạn ạ. Cái gì tôi cũng làm như thế hết. Từ một cái bài mà gọi là bài đào tạo cơ bản, cho đến những cái bài phát biểu, cho đến những cái bài đào tạo nâng cao, cho đến ví dụ những cái buổi tối, tôi cũng gần như là tôi viết ra những gì mà tôi sẽ nói. Thế rồi sau khi mà tôi làm nó, đầu tiên tôi làm lần một, tôi làm lần một xong tôi thấy rằng à người khác hiểu, tôi bắt đầu có niềm tin rằng là à mình có khả năng làm được cái điều đấy, mình có khả năng ăn nói lưu loát, mình có khả năng đào tạo. Thế rồi tôi tiếp tục lặp lại cái quy trình đấy nhiều hơn, lặp lại liên tục cái quy trình đấy. Và khi mà tôi lặp lại liên tục cái quy trình đấy là lúc này tôi không cần phải dùng giấy nữa, tại vì tôi làm nhiều quá và tôi quen. Cho nên là nhiều bạn cứ tưởng là cái một cái thói quen ý, hoặc là không phải, xin lỗi, một cái kết quả một ai đó đang nói dễ thương này nọ kia khác ấy, nó lưu loát, cái đấy là tự động người ta có, làm gì có chuyện đấy, người ta phải luyện tập chứ. Hoặc là có những bạn rất giỏi không cần luyện tập cũng có, mà bản thân Anna là Anna phải luyện tập, không phải là tự nhiên mà có đâu ạ. Và tôi luyện là gì, tôi học thuộc lòng ý, tôi học thuộc lòng luôn. Ví dụ có một đoạn câu chốt như thế này, tôi chốt như thế này là tôi sẽ học thuộc lòng, và tôi nói 10 lần tôi đều học thuộc đúng một cái đoạn đấy như nhau. Ví dụ khi mà sau khi mình trình bày chán chê đúng không, trình bày chán chê xong rồi thì có phải là mình phải chốt, và mọi người bảo sao chị Anna chốt mạnh mẽ thế. Tôi nói thật với các bạn là vì tôi thuộc rồi cho nên tôi nói nó mạnh mẽ thôi. Ví dụ bạn cứ hình dung nhá, ví dụ có một đoạn như thế này, một đoạn là tôi đang có trong tay một quá trình chuyển giao toàn bộ thông tin, chỉ trong vòng từ 1 cho đến 3 ngày là bạn có thể nắm hết được các thông tin cơ bản. Đồng thời sau khi bạn nắm hết thông tin cơ bản xong thì bạn hãy dành cho tôi 4 ngày để chuyển giao tất cả mọi kỹ năng mà bạn có thể làm việc. Và có một điều vô cùng quan trọng, để cái ngành nghề này có thể tồn tại được trên cái thế giới này thì sản phẩm nó phải tốt. Và chúng ta là những người kinh doanh những sản phẩm tốt cho sức khỏe thì bản thân chúng ta phải cảm nhận được là nó tốt như thế nào, tốt ở mức độ nào. Từ đó cái lời nói của chúng ta nó mới đến từ trái tim mà chuyển đến trái tim. Cái niềm tin của chúng ta nó mới mạnh mẽ và từ đấy mà công việc của chúng ta mới thuận lợi được. Vì vậy cho nên nhiệm vụ của tôi là trong một cái tuần này tôi sẽ thiết kế cho bạn một cái combo sản phẩm. Đối với các cái công ty khác thì sản phẩm khá là mắc, nhưng mà đối với công ty của chúng tôi, của chúng ta thì sản phẩm bạn chỉ cần có một cái đơn hàng khoảng 2,6 triệu thôi là đã đủ để cho bạn được trải nghiệm một chương trình khoa học có bản quyền gồm 3 phần thanh lọc năng lượng cân bằng. Vậy thì ai trong số các bạn sẽ đồng ý rằng các bạn sẽ vào cái quá trình tìm hiểu này cùng với tôi? Đó, tôi học thuộc lòng. Và sau khi tôi học thuộc lòng rồi thì bạn mới có thể nói được theo kiểu là nhấn nhá
cái nhẹ, cái nặng, cái ngân nga, cái không được. Nó giống y chang như chúng ta khi chúng ta hát một bài hát, bạn không thuộc lời thì làm sao mà bạn tình cảm được, đúng không? Hát một bài hát bạn sẽ nói rằng ôi dồi ôi, cái cô ca sĩ này này giọng thì hay nhưng mà hát chả có tí tình cảm nào cả. Cô ấy đang bận nhớ lời, cô ấy sẽ không tình cảm được, cô ấy sẽ không cho cảm xúc vào được. Tất cả những cái việc nhớ đấy nó chỉ là lý trí thôi. Thế cho nên là hôm nay Anna mới cung cấp cho các bạn một cái công thức, đó là học thuộc lòng. Thực ra tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta lặp đi lặp lại bạn ạ, lặp đi lặp lại ngày nào mà chả nói những từng đấy câu, không có cái gì thay đổi cả. Có mỗi một bài lôi ra diễn đi diễn lại. Rồi bài đào tạo thì sao? Như Anna là Anna có khoảng, ví dụ như trong vòng 2 tháng có khoảng 16 bài đào tạo đi, lặp đi lặp lại có chừng đấy thứ thôi, làm gì mà hơn. Sau khi đào tạo xong rồi thì đến bắt đầu đến trao đổi công việc. Mình không thể nào mà cái công việc của mình nó không thể nào phức tạp đến mức độ mà mãi mà vẫn có cái mới được, đúng không nào? Thế cho nên rằng là trước khi chúng ta nói với một người, chúng ta, việc của chúng ta là học thuộc lòng. Thế thì chính cái việc học thuộc lòng đấy mà bạn bắt đầu, khi mà bạn chỉ hơi hơi thuộc thì khi có ai đấy phản đối hoặc gì đó bạn sẽ quên. Nhưng khi bạn thuộc mà thuộc như cháo chảy ấy thì có ai nói gì bạn vẫn nói được. Có đứa nào bạn đang nói chọc bạn, chọc vào bụng bạn cái để bạn cười xong bạn vẫn có thể nói tiếp. Thế đấy là gì đấy? Và bạn phải học thuộc lòng như thế, học thuộc lòng như thế, học thuộc lòng như thế. Và sau rồi á, cái lần đầu tiên mà bạn gọi là bạn xuất chinh, lần đầu tiên mà bạn chinh chiến, lần đầu tiên mà bạn nói chuyện với khách hàng đi, đúng không? Lần đấy vô cùng hồi hộp cực kỳ luôn, lần đầu tiên mình nói chuyện. Thế thì mình hít sâu thở ra một cái là bắt đầu, lúc đấy mình bắt đầu nói thôi. Và khi mà bạn nói, tại vì bạn đã học thuộc lòng rồi, cho đến khi bạn nói thì bạn nói được trôi chảy. Và khi bạn nói được trôi chảy thì tự động nó là một bằng chứng cho cái não bộ của bạn, cho tâm trí của bạn tin rằng là à, bạn hoàn toàn có khả năng nói chuyện với người lạ, bạn hoàn toàn có khả năng trình bày, bạn hoàn toàn có khả năng gì ạ? Nói chuyện một cách lưu loát, đúng nào? Thế chứ làm gì có ai mà chẳng có quá trình luyện tập nào mà nói chuyện lưu loát được. Điều đấy quá là khó đi. Thế thì tiếp tục một lần thứ hai. Hằng, sau khi bạn nói xong, tối trước khi đi ngủ bạn lại nói với chính bản thân mình: tôi là một người có khả năng nói chuyện lưu loát, tôi là một người có khả năng trình bày lưu loát, tôi là một người có khả năng nói chuyện mà đầy cảm hứng. Hãy luôn luôn nói với mình như thế. Tối trước khi đi ngủ nói, vừa nói vừa cười. Sáng ra, tỉnh mở mắt ra là bắt đầu nói với chính mình như thế: tôi là một người có khả năng trình bày tốt, tôi là người có khả năng ăn nói lưu loát, tôi hoàn toàn có thể thuyết phục được người khác, tôi hoàn toàn có thể kết nối được với người lạ. Và cuối cùng mà bởi vì bạn đã học nó rất là trơn tru rồi, thế cho nên là gì? Cho nên là khi bạn lần thứ hai bạn nói và bạn thấy là à ok, bạn lại trình bày được lưu loát, bạn lại trình bày được đầy cảm xúc, thế là sao? Lại có thêm một bằng chứng thêm một lần nữa, và cái niềm tin này nó lại lệch làm mạnh hơn một lần nữa. Thế rồi tiếp tục đến lần thứ ba, lần thứ tư, Anna tin tưởng rằng là sau 6 lần như thế là bạn bắt đầu thấy khác lắm rồi. Còn nếu mà bạn nói 21 lần như thế, nó thực sự tạo thành thói quen của bạn. Còn khi bạn nói 90 lần như thế thì nó thực sự là của bạn rồi. Và Anna đã nói nhiều hơn 90 lần. Thực sự Anna nói nhiều hơn 90 lần. Tất cả những thông tin mà chúng ta làm việc, Anna đều nói nhiều hơn 90 lần. Và cái điều đấy là gì? Cứ mỗi lần mình nói xong, mình nói với người khác, mình thấy người khác hiểu, thế là nó lại tạo thành một cái bằng chứng mạnh mẽ rằng là mình tự tin. Và cứ như thế mà cái niềm tin nó hình thành. Cho nên là có rất nhiều bạn cứ ngồi nhìn ngắm một cái người nào đấy mà người ta trông tự tin. Thế thì xong rồi bảo làm sao để mình có thể như cô kia. Thế mà mình quên mất rằng là gì? Cái hành trình thiên lý luôn luôn bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Nếu mà bây giờ mình hãy bẻ cái quá trình mà làm sao cô ấy có thể tự tin, mình bẻ một quá trình đấy thì bây giờ Anna vừa nói với các bạn cái quá trình của Anna đấy. Số 1 là bắt đầu đọc, hiểu. Số 2 là viết ra một cách chi tiết. Số 3 bắt đầu đọc cả một bài đầy đủ. Số 4 bắt đầu đọc những cái ý chính trong bài, gạch chân những ý chính trong bài, thuộc những ý chính trong bài. Rồi đến số 5 là bạn lại đọc lại một bài đầy đủ. Và sau đấy số 6 học thuộc lòng như cháo chảy. Dễ mà, đúng không? Nó cũng không có cái gì là quá phức tạp cả. Và sau cái bước đấy rồi thì là cái bước bạn sẵn sàng nói chuyện với người khác. Và khi bạn sẵn sàng nói chuyện với người khác thì mỗi một lần bạn nói chuyện là một lần bạn có thêm bằng chứng. Cứ một lần bạn nói chuyện là một lần bạn có thêm bằng chứng. Và rồi hãy thường xuyên nói với chính bản thân mình bạn giỏi như thế nào. Hãy thường xuyên nói bạn tính bản thân mình bạn tự tin như thế nào, bạn mạnh mẽ như thế nào, bạn đầy thuyết phục như thế nào. Và cứ như thế thôi là niềm tin nó sẽ hình thành một cách rất là nhanh chóng. Bây giờ theo bạn, một đoạn mà dài một trang A4 ấy, bạn học thuộc lòng trong bao lâu? Bạn viết trong bao lâu? Bạn học thuộc lòng trong bao lâu? Anna tin tưởng rằng là
một đoạn mà dài 100 A4 nếu mà bạn thực sự dành thời gian thì mất 2 tiếng để bạn học thuộc lòng là cùng. Còn nếu cứ cho là bạn nào mà chậm lắm thì nửa ngày bạn học thuộc lòng là cùng. Thế bây giờ nếu như mà để nửa ngày để bạn có một sự tự tin, để mà bạn có thể nói chuyện được với người khác, để mà bạn có thể trình bày với người khác một cách trôi chảy à, thì nó có đáng không nhở? Nó quá là xứng đáng đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Anna cũng muốn cung cấp cho các bạn một cái công thức như vậy. Công thức này là công thức thực tế mà Anna đang. Và nếu mà ai mà biết Anna lâu thì sẽ thấy rằng là Anna viết ra tất cả những gì mà mình nói. Tất cả, bất kể một bài phát biểu nào, 1 phút, 3 phút, 10 phút, Anna đều viết ra tất cả những gì mà Anna nói. Thậm chí Anna còn có flow là bước nào trước, bước nào sau cơ. Cho nên là sự chuẩn bị tốt sẽ làm cho chúng ta tự tin. Sự chuẩn bị tốt sẽ làm cho chúng ta linh hoạt. Và rồi chính những cái lần mà do chuẩn bị tốt mà chúng ta làm được, nó sẽ tạo thành những bằng chứng để cho bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình. Và từ đó mà niềm tin nó sẽ được thiết lập một cách nhanh chóng. Hãy sau khi bạn đã thuộc rồi, hãy thực hành nó, hãy nói đi nói lại thật là nhiều lần, ít nhất là phải 21 lần rồi đến 90 lần để nó thực sự trở thành của bạn. Xin chúc tất cả các bạn có một tháng mới đầy cảm hứng này, có một cái tháng mới với sự phát triển bùng nổ, và bạn sẽ luôn luôn hiện diện ở bất cứ đâu thì đều sự tự tin đều được lan tỏa đến đấy. Bạn đến bất cứ đâu thì bạn sẽ làm bừng sáng cái nơi mà bạn đứng. Và Anna tin tưởng rằng là với cái cách mà chúng ta chuẩn bị tốt thì tất cả mọi tư vấn viên trong hệ thống của chúng ta đều trở thành những người tự tin. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn lại các bạn vào buổi livestream vào thứ hai tuần sau của Anna. Bạn nào mà chưa bấm follow thì hãy bấm follow nhé, rồi bật cái nút thông báo mỗi lần mà Anna có livestream nhé. Và xin hãy đăng ký trên kênh YouTube của Anna, vì Anna sẽ thường xuyên chia sẻ lại những cái thông tin trên kênh YouTube của Anna. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.